qua dung mạo và trái tim đầy yêu thương đến chết của Chúa Giêsu đã quy tụ chúng ta lại ngày hôm nay. Không ai trong chúng ta mà không được Chúa Cha yêu thương. Tất cả những gì chúng ta đang có, từ thể xác tới gia đình, tới cơm ăn áo mặc, mọi sự chúng ta đang có hiện nay là bằng chứng nhãn tiền của lòng thương xót của Cha trên trời qua Chúa Giêsu Kitô trao tặng cho nhân loại chúng ta. Đặc biệt là sự sống của chúng ta, đây là quà tặng quý hóa. Và tất cả những gì kèm theo với sự sống của chúng ta là gia đình, là con cái, là cháu chắt, là làng xã, rồi ngay chính bản thân chúng ta, cơm ăn áo mặc, thể xác của chúng ta, tất cả đều là những bằng chứng hiển nhiên, quà tặng của Cha trên trời. Và vì lòng biết ơn đó mà hôm nay quy tụ chúng ta lại với nhau. Và không chỉ quy tụ lại với nhau để chúc tụng người khen lòng Chúa thương xót như là một đại ân nhân, mà chúng ta còn ao ước quy tụ lại với nhau để cùng nhau trở thành một phong trào, trở thành một hành động hữu hiệu để kéo dài, tiếp nối cái trái tim lòng thương xót của Cha trên trời, trở nên một hành động mang trái tim lòng thương xót, tình yêu cứu độ, đền tội, tha tội của Chúa Giêsu đến cho mọi người, cách riêng cho những lương dân và cho những người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi. Đây cũng là một trong những động cơ quan trọng chính yếu quy tụ chúng ta lại ngày hôm nay. Và chính những động cơ này làm thành ý nghĩa của giá trị ngày lễ hôm nay. Chứ không chỉ do lòng thờ phượng yêu mến đối với Cha trên trời, đối với lòng thương xót của Chúa Giêsu, đối với Đức Mẹ hay đối với các thánh, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Thánh Nữ Faustina và còn bao nhiêu thánh nhân khác, họ đã cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót đầy tràn trong trái tim họ. Và lòng thương xót thật đó không để họ ru ngủ, họ ngồi yên, mà biến đổi họ trở thành một hành động trao ban lại lòng thương xót đó cho mọi người. Tôi cũng rất là vinh dự, cách đây 3 tuần tôi trên đường đi dự một cái đại lễ kết thúc hồ sơ phong thánh cho một vị thầy của tôi. Tôi có ghé qua quê hương Ba Lan, là quê hương của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Thánh Nữ Faustina. 3 tuần trước, ngày 25-26 tháng 9 vừa rồi, và tôi đã tới được cái trung tâm tôn vinh lòng Chúa thương xót của quê hương hai thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Thánh Nữ Faustina. Nếu ở đây chúng ta có một cái quang cảnh như thế này, thì ở tại cái trung tâm đó, nó có thể gấp 10 lần, 20 lần rộng lớn với những cái công trình xây dựng rất là cổ kính và hiện đại. Để làm gì? Chắc chắn không phải chúc tụng đề cao một cái chuyện quá khứ hay là một chuyện đó là đương nhiên, mà là để mời gọi chúng ta hãy đáp lại cái lời mời gọi xuất phát từ trái tim của Thiên Chúa, cụ thể hóa qua trái tim của Chúa Giêsu và cuộc đời khổ nạn của Ngài, để trở thành một hành động yêu thương dành cho mọi thành phần dân Chúa trên thế giới, cách riêng những người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi về tinh thần và cả về thể xác. Đây cũng là động cơ động lực cho chúng ta trong giáo phận. Chúng ta không chỉ quy tụ lại để trở thành một số đông, một số lượng các hội đoàn, mà để trở thành một sức mạnh, một sự sống, một hành động mang lại nhiều cái hoa trái kết quả hơn cho mọi người. Từ đó hôm nay chúng ta gấm lại
Và trước đây chúng ta cũng đã có cả tiếng đồng hồ để chia sẻ cho nhau và giúp nhau hiểu hơn về cái mối trung tâm. Hôm nay chúng ta cô đọng lại qua một cái lễ nghi mà sớm muộn mọi người chúng ta cũng sẽ được công khai hóa, thể hiện cái trái tim cống hiến của mình bằng việc gia nhập vào trong đoàn thể đại gia đình lòng thương xót Chúa của giáo phận chúng ta. Trong nữa đây có một số người, và trước hết những người đang lãnh cái nhiệm vụ là lãnh đạo hướng dẫn trưởng của các đơn vị lòng Chúa thương xót, họ cũng đã được chuẩn bị tương đối để hiểu biết cái tổ chức, cái đứng sáng lập lòng thương xót và các cái mời gọi, sống cái ơn gọi lòng thương xót như thế nào. Và họ sẽ bộc lộ ra bề ngoài qua một cái sự tuyên xưng, tận hiến, dâng hiến con người, cuộc đời, gia đình của mình cho lòng thương xót Chúa, trở nên một hành động thương xót. Vậy ai là người đã sáng lập ra lòng thương xót? Chắc chắn không phải Thánh Giáo Hoàng John Paul II, hay là Thánh Nữ Faustina, hay là Giám Mục, hay là cha nào. Khởi đầu của lòng thương xót chúng ta đã được học hỏi qua giáo lý. Chính Chúa Cha là khởi đầu của lòng thương xót, và định nghĩa của Chúa Trời, của Thiên Chúa là lòng thương xót. Và từ đó phát sinh ra cả vũ trụ, cả thế giới và đầu mối nguyên nhân của chúng ta ngày hôm nay. Tất cả vì lòng thương xót của Cha trên trời. Và Chúa Giê-xu đã cụ thể hóa, và chính Chúa Giê-xu đã làm gương và trở thành một cái đứng lòng thương xót, không chỉ đối với Chúa Cha mà còn là lòng thương xót đối với nhân loại. Chúng ta thấy Ngài đi đâu làm gì, Ngài chặn lòng thương khi Ngài thấy một người phong cùi, thấy một người mẹ quá thần Na-im mang đứa con đi an táng, hay thấy một số người mù thành Jericho, hay thấy một người bị bại liệt trên đường lên Jerusalem. Ngài đã dừng lại và Ngài đã tỏ cái lòng thương, Ngài làm phép lạ để chữa phần linh hồn, phần thể xác cho người đó. Như vậy, chính Chúa Giê-xu là đứng đã lập ra, là đứng sáng lập, là đứng quy tụ tất cả những trái tim đầy lòng thương xót lại với nhau. Cho nên hội lòng thương xót của chúng ta đây do chính Chúa Giê-xu thành lập. Chúng ta đọc lại cái phúc âm của Chúa. Tất cả từng hành động, việc làm của Chúa đều nói lên và thể hiện vì Ngài đầy lòng thương xót. Và lòng thương xót của Ngài đã thúc đẩy Ngài, biến Ngài trở nên một hành động. Ngài đi chỗ này, Ngài đi chỗ kia, Ngài làm việc này, Ngài làm việc khác để thể hiện lòng thương xót. Một người mù thấy Ngài đi qua lạy Thầy Giê-xu con vua David, xin cứu chúng tôi. Và rõ ràng Ngài chặn lòng như vậy. Lòng thương xót của đại gia đình giáo phận chúng ta đây do chính Chúa mời gọi, chính Chúa sáng lập, chính Chúa ban ơn cho chúng ta. Yếu tố thứ hai, ai thành lập ra lòng thương xót và tại sao chúng ta vào đây? Thì một lần nữa chúng ta thấy Chúa dùng những người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi, nhất là phần linh hồn, để như thể là động cơ nguyên nhân cho việc Chúa thành lập ra cái hội lòng thương xót. Cái đối tượng, và do cái đối tượng này, cái nhu cầu của đối tượng này, họ kêu cầu Chúa, họ níu tay Chúa, họ van xin Chúa, lạy Thầy xin thương chúng tôi. Như vậy chính những người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi đó cũng là những người đồng sáng lập, có thể nói được như vậy, hội lòng Chúa thương xót. Vì nếu chúng ta thương xót Chúa, thương xót mà không có cái đối tượng thì thương xót ai? Và nếu không có người cần tới thương xót thì lập ra hội lòng thương xót cũng vô ích, vô nghĩa. Vì thế, chính những người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi mà chúng ta thấy khắp mọi nơi,
rồi ngay chính trong gia đình chúng ta cũng có nhiều người bị bỏ rơi về tinh thần, về tâm hồn hay về thể xác. Bố mẹ ông bà bỏ rơi con cái, hay con cái cháu chắt bỏ rơi ông bà vì ông bà già cao niên lớn tuổi lạc hậu. Rồi vợ chồng bỏ rơi nhau, không còn quan tâm, không còn thương mến. Rồi chính các con cái cảm thấy bố mẹ bỏ rơi. Ngày hôm nay rất nhiều thai nhi, rất nhiều trẻ em vì bố mẹ bỏ rơi. Ngoài ra xã hội và bao nhiêu người khỏe mạnh lần lần khác bỏ rơi và hất hủi tẩy chay những người khuyết tật, những người nghèo đói khổ sở. Và mặc dù họ là những người con, cháu của mình, nhưng nhiều bố mẹ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy nhục nhã vì có những đứa con, đứa cháu ở trong gia đình của mình. Cho nên không cho nó xuất hiện. Khi có khách khứa, có ai tới thăm thì giấu giếm, ém nhèm, hất hủi, không cho nó xuất hiện. Và cũng cấm kỵ nó, không cho nó đi đâu. Những cái bỏ rơi, những cái hất hủi về tinh thần này còn đau đớn hơn là những cái bệnh tật thể xác. Rồi ai trong chúng ta cũng có nhiều dịp ốm đau, bệnh tật, nhức đầu, đau bụng, hay là ung thư, hay là tật nguyền. Chúng ta đụng vào một cái gì gọi là đau đớn, chúng ta khổ sở, chúng ta cần cái sự cảm thông biết chừng nào. Thế mà có những người con, người cháu của chúng ta bị tàn tật, bị phế thảo thế, phế liệt, cả đời mù lòa, què câm điếc, đi lại khổ sở. Không có ai chặn lòng thương. Và bấy lâu nay những người đó họ vẫn sống, chứ không phải là Chúa không nuôi họ. Chúa vẫn nuôi, Chúa không bỏ rơi họ. Mặc dù đời họ rất khổ sở, nhưng mà Chúa vẫn nuôi họ. Trong khi chúng ta là bố mẹ, là anh chị em, những người lành lặn, chúng ta bỏ rơi, chúng ta quên lãng hoàn toàn những người đồng loại, những người thân thuộc của chúng ta. Như vậy, chính những người khuyết tật đó cũng là những người sáng lập lên cái hội lòng thương xót. Một cái nhân tố khác nữa để nói rằng lòng thương xót của chúng ta hôm nay được hình thành do cái yếu tố từ trái tim mình. Mỗi người chúng ta khi nghe, khi thấy và nhìn vào gương sáng Chúa Giêsu, nghe những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, cho nên chúng ta mới đáp lại. Và có một số người đáp lại một cách mạnh mẽ, quyết liệt, như là các giám mục, linh mục, tu sĩ đáp lại lòng thương xót Chúa bằng cách trở nên cái cánh tay nối dài của lòng thương xót khắp mọi nơi, mọi chỗ, để trở nên dụng cụ lòng thương xót trong cái chức vụ, trong các cái sứ mạng, trong những gì mà nhiệm vụ trao cho. Cùng với giám mục, linh mục, tu sĩ, còn rất nhiều người trong đó có chúng ta hôm nay cũng nghe thấy được, và Chúa tác động qua cái chân lòng của mình, qua cái nhìn nghe xem, chúng ta mũi lòng chúng ta xúc động, chúng ta thương hại, chúng ta tội nghiệp, và Chúa quy tụ chúng ta lại. Như vậy chính chúng ta cũng là người tự nguyện sáng lập ra cái hội lòng thương xót. Trừ những ai chưa bao giờ thấy rằng mình được Chúa thương và thường nghĩ như vậy là vô ơn, vì tất cả những gì mình đang có ngoài trừ tội lỗi là do mình làm ra, tất cả mọi sự còn lại đều là quà tặng, là ơn phước của Chúa ban cho. Không ai trong chúng ta có một sợi tóc lớn lên mà không do Chúa Trời ban cho. Khẳng định rằng tất cả mọi gì chúng ta có là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa ban cho. Trừ tội lỗi là do mình làm ra mà thôi. Vì thế, nếu có ai trong chúng ta, nhất là giám mục, linh mục, tu sĩ, mà nghĩ rằng mình không được Chúa thương là một sai lầm lớn lao, là một tội vô ơn lớn lao, vì tất cả mọi cái gì mình có là bằng chứng hiển nhiên của lòng Chúa thương xót. Và vì thế mình thương lại, Chúa đã thương mình như thế, và mình có nhiệm vụ, có bổn phận
phải thương lại người khác. Theo nghĩa, cái quà tặng Chúa thương Chúa trao cho chúng ta không được phép giữ lại, sử dụng cho một mình mà thôi, mà lại phải trao chia sẻ cho người khác, chứ không được giữ lại bo bo cho riêng mình. Đây cũng là sự công bằng và là quyền lợi của những người nghèo đói túng thiếu bị bỏ rơi. Vậy yếu tố thứ ba, nhân tố thứ ba của việc hình thành nên đại gia đình lòng Chúa thương xót, không loại trừ ai. Ai đã hiểu được mình được Chúa, được mọi người thương, được bố mẹ, được giáo hội, được giáo xứ thương như thế, thì bây giờ mình cũng phải tham gia vào cái phong trào để thương lại người khác. Đây là nguyên nhân động cơ động lực của hội lòng Chúa thương xót. Nếu không hiểu như vậy mà chỉ quy tụ lại cho nó đông rồi để là sốt sáng đạo đức, không làm gì thì không đúng cái mục đích, cái bản chất của hội lòng thương xót. Và vì thế trong nữa đây, chúng ta thấy có một số người, và Chúa mời hết chứ không phải chỉ có một số người, nhưng mà vì xã hội, vì giáo hội hữu huỳnh thì cần có thời gian, cần có các cái đào tạo huấn luyện chuẩn bị cho nó tốt. Cho nên trước mắt hôm nay sẽ có một số ít người đại diện cho những người đang tham dự đảm nhận các trách nhiệm. Họ xin công khai, xin được công khai, và giáo hội qua giám mục nhìn nhận cái việc công khai của họ bằng một cái nghi lễ đơn sơ. Họ đọc lên một cái lời cầu nguyện để nỗ lực bản thân họ, họ quyết tâm cống hiến cái con người cuộc sống của họ, mức độ tùy theo mỗi người, để cộng tác với nhau làm thành một cái đoàn thể, cái đoàn sủng để mang lòng thương xót Chúa tới cho mọi người. Vì thế giờ đây chúng ta cũng được mời gọi tham gia vào cái nghi thức này, không phải chỉ dành riêng cho một số ít người đó, mà là cái lời mời gọi của Chúa. Những gì chúng ta nhìn nghe xem thấy hôm nay qua quang cảnh này đánh đập chúng ta, và thấy Chúa mời gọi chúng ta phải trở thành một hành động lòng thương xót Chúa cho mọi người. Cho nên kết luận của chúng ta cũng như đầu lễ, chúng ta đã xin Chúa cho chúng ta sau khi kết thúc thánh lễ này, mỗi người chúng ta trở về với gia đình, chúng ta ý thức mình là dung mạo, mình là hiện thân của lòng thương xót Chúa. Chúa thì chưa ai thấy, nhưng mà những người hiền lành, tốt lành, có lòng thương xót, thương người, bác ái thì thấy được. Cho nên Chúa mời gọi mình trở thành lòng thương xót, ơn cứu độ lòng thương xót ngay chính trong gia đình mình. Như chúng ta vừa nói, ngay trong gia đình mình vẫn còn rất nhiều người cần được thương, cần được cứu vớt và cần được đùm bọc, cần được thể hiện yêu thương. Và những người đó là cha mẹ của mình, ông bà lớn tuổi của mình, vợ chồng của mình, con cái của mình, chứ không ai khác. Vậy chúng ta hãy cố gắng ý thức hơn. Một người hiền lành khiêm nhượng thì không chửi tục, không chửi thề, không vũ khu, không thô bạo, không cọc cằn, mà ngược lại hiền lành, khiêm nhường, nhân ái. Một chút mật thì thu hút được nhiều ruồi hơn là một thùng giấm chua. Mình nói mình yêu thương, lòng thương xót, nhưng mà chua chát, không thu hút được ai. Còn một hành động lòng thương xót, một như một chút mật, ngọt ngào, nhân từ, hiền lành, thu hút được nhiều người hơn thùng giấm chua. Vậy đây cũng là cái kết luận của chúng ta hôm nay, trong ngày lễ hôm nay. Xin Chúa nhờ chuyến cầu của mẹ Maria, là người mẹ đầy trái tim nhân ái, đầy trái tim thương xót, xin các thánh bổn mạng, cách riêng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô hôm nay, Ngài mời gọi chúng ta trở thành chứng nhân. Thế giới ngày hôm nay thích nhìn cái chứng nhân, cái người sống, người làm chứng hơn lời nói suông. Chúc lành cho tất cả chúng ta khi trở về, mọi người chúng ta trở thành khí cụ nhiệt huyết, hăng say, như là cái lửa nhiệt huyết của lòng thương xót Chúa đốt lên cho mọi người. Amen.
Trọng kính Đức Cha Giáo Phận, sau một thời gian tìm hiểu, suy nghĩ, cầu nguyện và học hỏi, giờ đây có một số anh chị em trong gia đình lòng thương xót Thánh Gioan Phaolô II Giáo Phận Thái Bình sẽ được tuyên hứa trong thánh lễ hôm nay. Vậy giờ đây con xin trân trọng giới thiệu và kính mời cha đặc trách Hội lòng thương xót Giáo Phận Thái Bình sẽ trình lên Đức Cha danh sách các anh chị em sẽ được tuyên khấn trong ngày hôm nay. Con xin kính mời cha.